Tôi là giáo viên của Đại học Ngoại ngữ. Tôi là ngoại ngữ đại học của giáo sư. Tôi là ngoại ngữ đại học của giáo sư. Tôi là phóng viên. Tôi là ghi trở. Không phải bác sĩ. Bố sĩ y sinh. Tôi họ Lục, tên là Lục Vũ Bình. Tôi xin Lục, chào Lục Vũ Bình. Tôi xin Lục, chào Lục Vũ Bình. Tôi họ Lâm, tên là Lâm Na. Tôi xin Lín, chào Lín Na. Tôi xin Lín, chào Lín Na. Tôi họ Đinh, tên là Đinh Lực Ba. Tôi xin Đinh, chào Đinh Lị Bố. Tôi xin Đinh, chào Đinh Lị Bố. Tôi họ Mã, tên là Mã Đại Vi. Tôi xin Mã, chào Mã Đà Vế. Tôi xin Mã, chào Mã Đà Vế. Xin hỏi quý tính đại danh của anh. Xin hỏi quý tính đại danh. Xin hỏi quý tính đại danh của anh trai cô. Xin hỏi quý tính đại danh của anh trai cô. Xin hỏi quý tính đại danh của anh trai cô. Hãy nhắc lại học viện ngôn ngữ. 语言学院 Hãy thử nói Mã tiên sinh Mã siêng sở Đinh tiên sinh Đinh siêng sở Lục tiên sinh Lục siêng sở Rất vui được quen biết anh, hãy nói hai cách. Rèn sử ní hẳn cao xin. Hẳn cao xin rèn sử ní. Cô giáo Dương. Giáng lão sư. Cô giáo Trần. Trần lão sư. Bây giờ hãy nghe từ nước Anh. Nguyên văn là Anh Quốc. Yên của. Yên của. Yên. Yên. Của. Của. Yên của. Yên của. Hãy thử nói người Anh, nguyên văn là Anh quốc nhân. Yên của nhân. Yên của nhân. Người Trung Quốc. Trung Quốc nhân. Người Việt Nam. Việt Nam nhân. Hãy thử nói tiếng Anh, nguyên văn là Anh ngữ. Anh ngữ. Anh ngữ. Tiếng Việt Nam. Việt Nam ngữ.